Sáng ngày 19 tháng 7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác nhân sự và đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tân Lạc lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt và thảo luận các nội dung thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc khóa 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng. Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình, 5 bước, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 100% đại biểu dự các hội nghị đều thống nhất cao giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, Ủy viên Ban Chấp hành sẽ có 23 đồng chí. Trong đó, Liên hiệp Phụ nữ huyện 3 đồng chí, bằng 13%. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn 16 đồng chí, bằng 70%. Hội Phụ nữ Công an huyện 1 đồng chí, bằng 4%. Các ngành Trung tâm Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ 3 đồng chí, bằng 13%. Ban Thường vụ có 7 đồng chí. Trong đó, cán bộ chuyên trách cấp huyện 3 đồng chí, cán bộ chuyên trách cơ sở 3 đồng chí, các ngành 1 đồng chí. Về độ tuổi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảm bảo 3 độ tuổi để đảm bảo tính liên tục kế thừa và phát triển. Hội nghị cũng đã dành thời gian tập trung thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến, góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tân Lạc lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung vào các nội dung về tiêu đề báo cáo, đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2016-2021, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các phong trào, các cuộc vận động, các khâu đột phá của tổ chức hội, đánh giá nhận định về những kết quả đạt được và hạn chế, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng quy trình, nội dung và kế hoạch. Tiểu ban văn kiện đại hội đang bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tân Lạc lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026.